để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những quy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNB của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNB rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Dùng một khó chịu kinh dị luôn. Tôi đẻ ra mấy cái máu cái gì tranh thủ ăn như vậy. Nó hồi sinh kìa cô. Đó là chiều 9x đó. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. Giờ tôi bóp trước nha. Giờ tôi bóp trước nha. Để máu nha nhai. Sai, bóp nhau. Nó lên cái dòng nhai quýnh không vô nam luôn á cô.
nó kháng ác quá. Không, hên xui anh em. Không, cái đó hên xui anh em ơi. Có khi mà tôi tự búp tôi luôn á. Đâu, nó tính là trong đội ai bị yếu máu nhất thì nó sẽ tự động di chuyển về người đồng đội đó. Ừ, hồi nãy mình gặp cái team hơi thổi hơi kim á, tôi búp cho tôi không ạ. Này phải đánh chuối xíu, không thôi là tự búp cho mình ngáo luôn. Chém kìa, trời ơi, tao chém kìa má ơi. Ôi, con lái của cua đó cua ơi. Chém sập má mũi luôn. Xem hẹo đi, chém kinh quá. Canh đang máu nha nhai. Tự nhiên giờ vô mua nhóc luôn ta. Ôi. Xem hẹo.
chuyên môn nó đi solo 14. Nó vú kìa, ôi nó vú kìa, chạy 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 chạy. Chào nhoi ơi, chào ông nhoi ơi. Bấm mẹ. Khang này kinh quá. Ôi mẹ ơi, nhai ơi. Xém hẹo kinh thiệt á. Dương môn chưa ca. Ngon ghê luôn anh em. 15/16, 14/16. Quá ngon luôn anh em. Anh em có thể nhìn thấy cực kỳ ngon luôn. Với cái team mà có quyền thủy nó hỗ trợ cực kỳ khủng khiếp. Những trận ban đầu thì mình đánh hơi sai combo, tại vì vẫn chưa biết cái cách mà hỗ trợ cho anh nhai, nhưng mà cuối cùng cũng đã chiến thắng. Quá ok luôn anh em, cực kỳ đã luôn. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh Emmy của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái notification kế bên để có thể nhận được những thông báo mới. Cảm ơn mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.